Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình Game Pro này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một trận đấu giữa Nova Esports và Hai Dịch Đi và Pháp Gaming. Sorry mọi người, mấy hôm nay mình bận quá, không làm gì được. I mean, they can string together results. They gotta string it. Vừa hôm nãy thì chúng ta đã có một cái bản update mới cho bản tháng 9 cho tháng 9 rồi. Hero Spirit bị giảm một chút, Zappy, Bomber hay là Fire Spirit được rework hay là boost một chút. Tuy nhiên thì mình nghĩ là mùa sau meta sẽ không thay đổi nhiều. Hai Jimmy đang chơi Hawk Cycle, Hawk Cycle với Earthquake, Musketeer, Bomb Tower. Còn Rain, đây là một cái deck mà nếu mà mùa sau thì nó sẽ yếu hơn một chút. Có Hero Spirit sẽ bị giảm. Tuy nhiên là deck đây là deck có Magic Archer, Musket không, đây là phiên bản có Musketeer thì không có Magic Archer rồi. Có Bandit, có Mega Knight. Không, hai dinh binh ta chơi Fireball chứ không phải là Earthquake. Còn đây là Royal Hawk, có Bomb Tower. Và cuối cùng là mình nghĩ là con này. Con này ở trong tên này là không không cần thiết phải ra. Bomb Tower là defense cực kỳ tốt. Mình phải nói là trong cái meta hiện tại và mùa sau thì Bomb Tower vẫn luôn được sử dụng nhiều. Bởi vì còn Royal Giant, còn Fisherman và còn Royal Hawk thì chắc chắn là sẽ còn Bomb Tower xuất hiện. Rain này, cái tên của anh ta, nếu các bạn để ý thì ngày xưa anh ta là Big King, bây giờ chuyển sang là Big King, cũng bây giờ đánh cho Team Nova rồi, vì vậy là Team Rain anh ta đổi, Big King đổi tên thành Rain. An excellent decision, whoever made that decision today deserves an absolute pay rise, because against Royal Hogs, you want the Bomb Tower, not the Inferno. Cái bản của Rain anh chơi không có con Magic Archer, vì nếu có Magic Archer thì anh ta đã đẩy rồi. Đây là Skeleton và Mega Knight. Thời điểm Mega Knight xuất hiện. Woo! Phải bồn tuyệt vời. Giết được con hai con Skeleton Dragon. Bandit vào trụ rồi. Một pha đập Knight lỗi và bây giờ là sẽ thủ như thế nào đây? Mega Knight nhảy lên. Drum. Woo! Golem vừa ra rồi. Royal Hawk rất nhiều nè. Mega Knight nhảy vào con mất. Woo! Anh chip King Tower rồi. Good. Tuy nhiên thì bị rất nhiều đam đến từ phía con Bandit. Rain has right now 1191. Bandit lo một trụ không được, không kịp. Assuming Rain can just hold this on for the next few minutes, he's gonna win. Những pha xử lý đôi đó một chút lỗi đến từ hai Jimmy. Và anh ta đang bị rất nhiều đam về cái bên trụ bên phải. Is that he doesn't have the fireball, he doesn't have rocket, he doesn't have EQ, he doesn't have tools really. Thực sự phải nói là Goblin Cake đang làm việc cực kỳ tốt ở meta hiện tại khi mà defend Hawk hay là Royal Hawk. Bomb Tower cũng vậy, trận Royal Giant và Royal Hawk cực kỳ tốt, đặc biệt là counter Hawk quá mạnh. Mega Knight xuất hiện rồi. Không có một hit của Hawk. Sự support của Snowball là không đủ. Royal Hawk đẩy lên và đây là thời điểm mà Skeleton Dragon không cần thiết phải ra, bởi vì là nếu mà ra thì chúng ta sẽ bị tốn bị phí 4 Eli. Heal Spirit nhảy lên, tuy nhiên thì con Musketeer nằm xuống rồi. Mega Knight cũng bị bắn chết rồi. Tuy nhiên nếu mà đánh dài dẳng thế này thì hai GB chúng ta cũng khó có thể có cửa thắng. Game đầu tiên thì chúng ta ở 2v2 thì Pháp đã thắng với tỷ số 2-1. Phải nói là cái trận đấu đấy căng thẳng. Bandit không kịp. Còn này xuất hiện cực kỳ kịp thời. Khá là khó cho deck của Rain, bởi vì nếu mà hai Jimmy anh ta thủ tốt thì gần như là con Musketeer rất khó phải bắn vào. Bandit! Một pha, phải nói là hai pha mà Bandit lao vào thì nó cực kỳ đắt giá. Quá đắt giá trong cái matchup này. Một Bandit người ta không gọi là Queen Condition, nhưng mà trong cái matchup này nó thể hiện một cái bộ mặt cực kỳ lợi hại. Mega Knight, Bandit. Bandit. Không có một hit của Hawk, Fireball trợ trong vô vọng. Thời điểm nhân 3 Ellie, rồi Hawk đẩy lên Mega Knight tiếp sau support Skeleton Dragon. Fireball không đủ, Mega Knight vào trụ rồi. Chặn Hawk thì chặn Hawk bằng Goblin Cake hợp lý. Musketeer cũng bắn vào trụ rồi. 149 máu. Mà trận đầu tiên hai Jimmy đánh lỗi quá. Có tận hai lỗi basic quá. Không, thực ra là cái lỗi thứ hai thì gần như là không xoay ra thẻ. Đây là Fireball.
Và Rain này đang cần một cái lock nữa là xong rồi. GG, well played. Woo. Good job. Chúng ta chờ xem là player thứ hai thay thế cho hai Jimmy là gì đây. Ok, player thứ hai thay thế cho hai Jimmy đó chính là Hazard. Ngày hôm qua chúng ta thấy là team Pháp bị thua với tỷ số 2-0 dưới tay của KK và dưới tay của Phonos, quá là đen. Phải nói là hiện tại là mùa này có như nào nhỉ? Phonos quá mạnh. Phonos có Muji, Phonos có KK. Phonos quá mạnh ở thời điểm hiện tại. Ok, chúng ta sẽ chờ xem là Zack sẽ đánh cái vẹo gì đây. Mình thấy là Zack hiện tại vẫn chơi cứ cycle thôi. Anh không ra được như chơi ít chơi beat down. Đâu đó là Risk Spam, đâu đó là Hot Cycle. Đánh lên 8k rồi. Và nó đúng là Legend and Never Die. Right now it's the cadence is off for him. He's not playing well. Ok, và chúng ta sẽ đến vào game thứ hai, set thứ hai. Zack, Rain. Lava decks are lots of options out there, and the war has begun. Barbarian barrels, heal spirit. Mình nghĩ ngay đến một deck mà đó là balloon cycle, hoặc là có thể royal dragon chẳng hạn. Rain anh ta có thể chơi balloon, hoặc cũng có thể là giữ lại cái deck không. Mình nghĩ là balloon, à là royal dragon. Nếu mà Zack chơi Balloon còn đây là Rain rồi chơi Royal Dragon thì thực sự phải nói là cái kèo này nghiêng về Rain nhiều hơn, bởi vì là các bạn biết là nếu mà Rain anh ta không nếu mà Zack anh ta không đẩy Balloon nhanh hơn cái tốc độ của Rain thì gần như là bị con Hunter bắn chết, gần như là Balloon sẽ không được vào dụng. Chúng ta sẽ defend ở ba luôn một hai vị trí, đó là Hunter đặt ở vị trí góc này và góc này. So like the goblin giant dancing and the the skeleton playing the guitar. Those are the ones I go for. I go for the obnoxious ones. Also the princess whistling, and I always do that one at the end so that it matches when they. Ai muốn thả trước? You know what I really don't like? The law. It makes a similar sound of a có thể là bài xấu hoặc có thể là không thực sự. Ở đây là bài cũng xấu nữa mà chúng ta đây là chiến thuật. Bởi vì là khi mà chúng ta sai được cổ hai cái thẻ như thế này, chúng ta sẽ có một cái sai cổ mới. Thì sẽ bài gọi là không xấu nữa. What is it they've been waiting for? Balloon Cycle và Royal Dragon Cycle. Fisherman Hunter, Skeleton cũng chẳng hạn. Hoặc có thể là Ibis, oh, Barbarian. Vậy là đây là một cái deck Graveyard hoặc là Royal Hawk. Royal Hawk đúng hơn. Barbarian, có Musketeer. Còn với Zack thì đây, oh, có cả Nai nữa. Skeleton cũng là Graveyard, mình sai rồi. Không, Rain anh ta chơi Royal Dragon, còn Zack anh ta chơi Grave Jab. Đây là một cái phiên bản mà basic. Defense cực kỳ tốt đến từ Zack, không có hit từ Royal Dragon. Tuy nhiên có Musketeer về phía bên phải, chặn được rồi. Phải rất cẩn thận bởi vì là Rain anh ta mà cắm thêm được một cái bi, cái Barbarian hút nữa thì thực sự phải nói là rất là khó đánh cho Zack. Fireball, good. Bảo kê được cả con Musketeer nữa. Cực kỳ tốt đến từ Rain. Tuy nhiên thì Zack vẫn đang đứng đấy. Royal Dragon hắn. Một mình Royal Dragon là đủ rồi. Chỉ cần câu như vậy thôi, thực sự thì Zack vẫn hai con Skeleton Dragon sẽ nằm xuống đây. Có thể Zack sẽ đổi hướng. Tuy nhiên thì có Musketeer nằm đây thì con Skeleton Dragon, à con Baby Dragon này cũng nằm xuống rồi. Đây là thời điểm mà Zack vẫn chưa có thể công được. Musketeer. Hai bên đang cờ rằng xé nhau. Tuy nhiên thì Zack đang có lợi thế hơn một chút bởi vì kiến đam được đến từ Poison.
Thì nhìn thấy rất cẩn thận trong cái turn này. Có một cái điều đó là cái deck của Rain anh ta chỉ có một cái win condition, đó chính là con Royal Dragon thôi. Tuy nhiên thì cái deck của Zac thì anh ta gần như là phòng thờ người thủ Royal Dragon cực kỳ tốt. Không có sự support đến từ một con nào đấy cho Royal Dragon. Còn mình Royal Dragon bên kia bomb tower là đủ rồi. Gravejack rất nhiều đam từ Gravejack. Có thể poison trong tuần này, tuy nhiên thì không đủ, không cần thiết. Muscatine bắn vào trụ. Rất nhiều Muscatine đam từ Muscatine. Có tới 6, 6, 3, có tới 8 đam đến từ Muscatine, đúng không? Rất nhiều đam. Hiện tại do anh tặng không mất một tí máu nào luôn. Defend cực kỳ đơn giản. Và đây là thời điểm poison thôi. Poison rồi, chắc chắn là như vậy. Cứ càng thả nhiều quân ở xung quanh như vậy thì Zac càng có lợi. Anh ta chỉ cần mất 4 Lily thôi, nhưng anh ta đốt được chết sạch cả Barbarian và của Skeleton. Và gần như là Zac anh ta còn không mất một tí máu nào luôn. 2543 còn nguyên. What the hell? Và đây gọi là hard counter right lane. Không, chỉ có một đam đến từ Fireball thôi. Và đây là thời điểm GG, well play. Quá khó cho Rain. Mình nghĩ ngay từ ban đầu là cách suy đoán bài của mình ngay từ ban đầu là sai hoàn toàn. Từ Balloon, Royal Dragon Cycle thì đây là một Royal Dragon quá chậm và một Web Jab Defense quá tốt. Good job, Zac. Chúng ta sẽ đến vào game thứ 3, set thứ 2. Ok, và chúng ta đến vào game thứ 3, set thứ 3. Deking, người thay thế cho Rain. Ngày xưa là Deking và Beaking, bây giờ chuyển sang là Rain và Deking. Zac. Zac chỉ hot cycle ấy nào. Thực ra là thời điểm này thì hot cycle nó không mạnh. Nó rất là có nhiều counter quá, vì vậy là không có nhiều người mạo hiểm sử dụng hot cycle ở trong cái CIO. Những cái trận đấu nó quan trọng như này. Lại là Heal Spirit. Most likely just cycling through again here. Deking. I don't know if he'll want to. Zac anh ta vẫn chơi Skeleton. What happens when you make Jack wait? He tends to think through the rest of the game. Every 5 seconds that passes, he's already 10 seconds ahead of you. So it's kind of scary. Do you think he will bring this time? As we've seen some halts from Hajime. I think Deking. A lot of graveyard. Deking's bought RG again. I think this is RG. Just like Rain, or it's, or a different. I mean, but không muốn ra quân trước. Không muốn ra thẻ trước. That's hard to tell off one card. Yeah, you can have RG with some fisherman. But hunter it'll be the fisherman hunter Skeledrag, I think. Instead of the cage. Yeah. That's the deck he's played the most this season, so we could see that. And from Jack, I mean, skeletons could be one of a billion decks. He's gonna play Expo. A billion? He's gonna play 2.6 Hog Cycle. He's gonna play 3.1 Expo. 3.1 Expo. 2.9 Expo. The Icebo. Nado basically, with the anything rocket. Under 3.3 Elixir, it probably could be that. Chúng ta sẽ đến nào. Bắt đầu. Không ai muốn thẳng một Sparky. Goblin Giant hoặc là Giant Sparky. Goblin Giant. Bên này là Wave Jab. Lại là Wave Jab đây rồi. Đi kê ở Zac mình sẽ thủ tốt. Không sợ. Rồi đúng rồi. Thời điểm mà Wave Jab sẽ là con bài hợp lý để defend cực kỳ tốt. Must, tuy nhiên ý. Rồi, xoài rất tốt. Zac xoài bài cực kỳ tốt. Và phải nói là Zac không mạo hiểm khi mà thả những con bài sớm. Và nếu là thắc Zac mà thả, bây giờ thời điểm great chap. Skeleton Poison đây rồi. Poison chưa đủ Eli rồi. Phải thì thủ con Muscatine cho đã. Tuy nhiên nó ra rất nhiều đam đến từ Skeleton. Rất anh ta đang làm việc cực kỳ tốt. Tuy nhiên thì hãy rất cẩn thận cái tên này bomb tower ở đâu. Rồi, hợp lý. Mình nghĩ sẽ nằm xuống rồi. Skeleton. Con Nai chặn được. Cực kỳ tốt.
Sparky. Bây giờ thời điểm Baby Dragon xuất hiện. Và Varian sẽ xuất hiện khi mà Heal Spirit nhảy xuống. Skeleton Muskety Poison rồi. Hợp lý. Có quá nhiều quân bài có thể defend Sparky. Phải nói đây là một deck Sparky mà mình phải nói là rất là khó chịu. Bên cạnh đó chúng ta còn có một cái deck Sparky, đó là Sparky Giant Heal Spirit. Nhưng mà cái deck này nó cũng không khó chịu bằng cái deck kia. À, cái deck đấy hình như là có cả Tornado nữa cơ. Tornado Fireball nữa. Hey, Whip. Nguy hiểm quá. Heal Spirit. Heal Spirit chết rồi. Nguy hiểm quá. Sắc lăn mần bị thua lỗi. Làm mọi cách để có thể là đứng. What the fuck? It's 144 against 180 though. Poison to finish it up. What the fuck? What the? Oh my god. Oh, Garage Raisin Zack. Oh my god. What happened on that radio? What? Zack, I'm going to see it again. What was going on? Tôi không biết điều gì đã xảy ra ở đây. D-King, à D-King anh ta đã làm cực kỳ tốt rồi. Sparky đang quay quay rồi. Tuy nhiên tần cuối cùng chúng ta còn 144 máu nữa. Điều gì đã xảy ra như vậy? Một trận đấu nghe sờ. Một trận đấu mà mình nghĩ là rất cân đang không thể nghĩ được là anh ta sẽ thua, anh ta sẽ thắng được. Bởi vì là cái gần như anh ta kiểm soát cái game rất tốt. Tuy nhiên là trong cái tần cuối khi mà tốc độ đánh quá nhanh thì anh ta gần như ta không thể kiểm soát được. Mà gần rất rất may mắn là chúng ta còn 144 máu nữa. Chúng ta sẽ xem cái gì đây. Đây là cái thời điểm mà Zack có rất nhiều đam đến từ con Skeleton. À đàn Skeleton này. Rất nhiều đam. Đây. Và đây là thời điểm mà công tất tay của D-King. Anh ta xả một con Sparky ngay cầu. Cộng với lại Heal Spirit khi mà xuất hiện con này. Có rất nhiều đam. Ba con Skeleton bị giáp. Rất là... Hài quá. Mà đó là những pha mà mình phải nói không tưởng. Unbelievable. Good job, Jack. Keep it up. Chúng ta sẽ đến vào game thứ tư. Ok, chúng ta sẽ đến vào game thứ tư giữa Jack và LCO. LCO là player cuối cùng của Nova Esports trong King of the Hill còn Jack. Sau Jack thì chúng ta sẽ có một player nữa. Nếu như LCO thua thì chúng ta sẽ kết thúc cái matchup này. Matchup giữa Nova Esports và Pháp. Tuy nhiên nếu mà LCO thua thắng thì chúng ta sẽ có một matchup cuối cùng nữa. Liệu rằng là LCO có làm được điều gì không? Hiện tại thì các bạn lưu ý được là team Pháp đã thắng với tỷ số 1-0 ở game đầu tiên. Zack anh ta vẫn chơi theo cách nữa rồi, anh ta không muốn ra một con bài trước, anh ta đang đoạn. Anh ta đang dừng xem. Thực ra các bạn biết là những cái deck cycle thì các bạn... Đây là Royal Dragon rồi! Zack lại là Grave Jab hay không? Lại là Grave Jab hay không? Nếu thực sự đây là Wave Trap nữa thì thực sự đây là một cái deck khó cho... Đây là một cái deck khó cho Elsop nữa. Có Goblin Gate. Tuy nhiên thì Goblin Gate để defend Royal Dragon không hợp lý một chút nào. Nó không đủ sức mạnh để defend đấy. Và đây là thời điểm Wave Trap Hunter. Còn Goblin Cake vẫn đứng ở đấy, Barbarian xuất hiện. Tuy nhiên thì không có nhiều đam, Zack đang vội vàng hơn một chút. Zack cần phải cẩn thận trong cái turn tiếp theo. Có một chút đam thôi. Thôi, Hunter vẫn có một hit. Nếu mà trong cái matchup này mà Zack anh ta sử dụng lại Bomb Tower hay thay vì Goblin Cake thì anh ta sẽ khỏe hơn rất nhiều. Cũng là 4 Lily. Nhiều Bomb Tower sẽ hoạt động cực kỳ tốt khi mà defend Grey Dragon. Chắc chắn là deck của Zack sẽ có một cái Tornado và Poison là hai thẻ cuối cùng. Fisherman sẽ kéo phần này về phía sau. Hunter sẽ bắn phần này nát đi. Và đây là thời điểm mà Tornado. Tuy nhiên thì Fisherman phải nói là một thẻ bài cực kỳ là khó chịu. Đây là thời điểm Heal Spirit xuất hiện sức mạnh của mình. Rồi, good game vậy. Zack sẽ cắm thẻ thua vào game này rồi. Fireball nữa, GG, well played. Đánh cứ như sách giáo khoa. Good job. Zack càng thủ như thế này, chúng ta sẽ càng thua.
piece, and there's that RG right up front. Does Jack have anything to stop this? There's the cage. It comes in just in the nick of time. Tornado to pull it. Tornado là không đủ. Fisherman phải nói là mùa sau nó cũng chẳng sao nữa. Và chúng ta vẫn có cái deck này tồn tại. Cái deck này thì gần mùa sau nó yếu một chút xíu rồi. Và nó cũng chẳng thay đổi luôn, meta cũng không thay đổi. Và đây là thời điểm Tornado, Fireball, GG, well played. Rider Zion, phải nói là quá đen cho Zack, quá đen. Bomb Tower sẽ là tuyệt vời hơn khi mà thay thế cho Golden Gate. Ok, last game. Ok, player cuối cùng đó là Igmo Master Excalibur. Đây là mắt game thứ 5 của set thứ 2. Excalibur cần phải thắng. Excalibur cần phải thắng cho cái matchup này. Khá là một điều khá là đáng tiếc bởi vì là Igmo Master mùa này lại không sang được Nhật. Vì vậy là cái mọi thứ bản về chiến thuật cũng khá là nó thuộc khó. Khó cho team. Igbo Master, Hero Spirit, Fireball, Barbarian, Barrels. Elsewhere, mình nghĩ là Balloon đây rồi, Hero Spirit. Không, đây là Royal Hawk. À không, Balloon. Đây là phiên bản Balloon Goblin Cake. Còn Igbo Master, Royal Giant, Royal Giant nữa. Bên kia cũng có thể là Royal Giant luôn. Hoặc cũng có thể là Royal Hawk. Những cái deck nó cứ xem xoay, nó cứ xem nhau vậy, như vậy. Chỉ là thay đổi win condition hay không? Tiếp tục là Musketi xuất hiện. Một cái Fireball, một cái Lock. Không cần tiếp, một cái Fireball thôi. Đây là cái phiên bản mà mình nghĩ ngay đi Balloon. Bởi vì là có Lumo Jack. Nếu mà có Lumo Jack có ấy thì hợp lý hơn. Tuy nhiên đây là phiên bản Lock. Ok, quay trở lại với trận đấu. Làm màn quá. Bắn toàn sai thôi. Tiếp tục, Igbo Master anh ta vẫn chảy cối. Đập Barbarian hút ngược về phía của Fire Dragon. Đập rất thông minh. Đập rất thông minh. Precision rất thông minh. Cái lock hơi chậm hơn so với nhịp nhảy của con Heal Spirit. Không bảo kê được con Musketeer. Đây là phiên bản có Equip. Elsewhere đang làm cực kỳ tốt. Và Igbo Master cũng vậy. Hai bên đang đánh rất cẩn trọng. Mình nghĩ đây là cái deck deck của Igbo Master là Roy Hawk nhiều hơn. Roy Hawk nhiều hơn. Cái phiên bản này mình đâu đó mình thấy ở trên ladder nhiều. Phải buồn, good. Tuy nhiên thì nếu mà Igbo Master lại Royal Giant, hai bên đều Royal Giant. Okay. Tuy nhiên này cái deck của Elsewhere anh ta có lợi thế hơn. Ewip phải nói cực kỳ tốt. Goblin Cake, và đây là thời điểm mà công thất bại hay không? Fireball chưa đủ Eli. Con Heal Spirit, Fireball, Skeleton Dragon, hợp lý. Goblin Cake đẩy lên, Heal Spirit nhảy đi chưa kịp. Tuy nhiên này có rất nhiều đam đến từ Royal Dragon. Elsewhere anh ta làm cực kỳ tốt, đẩy quân rất tốt. Sự xuất hiện của con Ewip là một lá bài thay đổi mọi thứ. Nó cứ reset, nó đi reset như vậy. Và Fireball giết cho con hai con Skeleton Dragon. Fireball. Có rất nhiều Fireball để sử dụng được cho con này. Có thể sử dụng Fireball cho Musketeer hoặc là sử dụng Fireball để giết Skeleton Dragon. Các bạn thấy là trong cái turn vừa rồi anh ta đổi là anh ta sử dụng Fireball cho Musketeer hợp lý hơn là sử dụng Fireball cho Skeleton Dragon, bởi vì là cái con Musketeer đã làm việc cực kỳ tốt trong cái turn vừa rồi. Woo, Musketeer lắn rất tốt, bắn được còn một con bự. Royal Giant Double. Tuy nhiên thì một con Goblin Cake và một con Ewip hợp lý. Hợp lý. Con Goblin Cake sẽ defend được con Royal Giant này thôi.
Tuy nhiên, nguy hiểm quá. Goblin Gate xuất hiện đấy không? Rồi. Expo Master làm mọi thứ để có thể công vào được. Tuy nhiên thì không có nhiều đam đến từ những tên tuyệt công này. Musketeer nằm xuống, Royal Giant đẩy lên. Fireball đi. Đây là thời điểm Fireball. Rồi. Con Ewip và Skeleton đẩy lên. Lock cho Heal Spirit hợp lý. Rồi, có Ewip là có tất cả. Tiếp tục là Royal Dragon đẩy lên. Không kịp nữa rồi. 10 giây. Expo Master buông tay rồi. Chúng ta sẽ có một vs 1. Chúng ta sẽ có matchup tiếp theo. Rất nhiều đam và good luck. Congratulations, Asgore. Hai player quá tốt. What a machine he has become. This is a completely different LCR from